Thật ra nó là phạt trong kỷ luật không nước mắt thì nó không đau cũng không sợ. Trong kỷ luật không nước mắt thì hình phạt không đau, không sợ, không khó chịu. Thậm chí là hình phạt chỉ có nghĩa là không thưởng mà thôi. Khi quý vị thưởng thường xuyên, người ta quen như vậy rồi, ngày nào cũng có rồi, bữa nay không có, cái cảm giác là sao? Khó chịu. Và cái sự khó chịu nó có tác dụng như là, có ai trong quý vị có một cái thói quen ngày nào cũng có không? Liên là ngày nào cũng phải có cà phê, không có chịu không nổi. Ai trong quý vị có thói quen là ngày nào cũng phải uống trà? Dạ. Rồi ngày nào không có trà thấy cảm giác giống như là bị phạt đúng không? Dạ, khổ sở lắm. Thành ra là cái cách cũ là chúng ta không thưởng gì cả, khi làm sai thì chúng ta phạt. Còn cách mới là chúng ta ngày nào cũng thưởng, tới khi không thưởng cảm giác nó thiếu thốn, nó khó chịu. Có ai trong quý vị thấy cái clip của trên fanpage Trần Thị Ái Liên á, cái chuyện mà cái cô giáo hay cái thầy giáo mà chào học trò mỗi đứa một kiểu theo cái cách nó muốn á? Quý vị có thấy cái đó là tuyệt vời không? Cái đó chính xác là thưởng hàng ngày đó, đúng không ạ? Nhưng mà nó nói như vậy, có một điều như vậy, quý vị có đồng ý rằng mình cho nó một cục kẹo mà ngày nào cũng cho hết thì sau 3 ngày cục kẹo đó không còn ý nghĩa gì không? Đúng không ạ? Cho nên cái thưởng bằng vật chất thì quý vị làm hàng ngày thì nó sẽ thành vô nghĩa, nhưng quý vị thưởng bằng tinh thần, quý vị làm hàng ngày nó sẽ không bao giờ vô nghĩa. Quý vị hiểu ý không ạ? Hồi nãy quý vị ở trong khán phòng biết có ai để ý không? Khi mà các bạn tình nguyện viên nói chuyện lớn tiếng, cái Liên nói là nè em ơi, BCBR nó giống như tiếng Anh á, work là làm việc, worker là người làm việc, BCB là bạn của bé, BCBR là những người bạn của bé. Thì Liên mới nói em ơi, BCBR có nói chuyện lớn tiếng như cãi lộn không? Và từ đó về sau là nhẹ nhàng lại. Liên đâu có nói nè nói chuyện gì mà kỳ cục chạy cưng hả? Em chỉ nói, Liên chỉ nói là em ơi, BCBR có nói chuyện như cãi lộn vậy không, là quá mà nhẹ nhàng vậy. Mà quý vị thấy là cái khi mà mình khen hàng ngày, cái lời khen nó không bao giờ mất giá trị. Tại vì thích được khen là bản năng quý vị. Có ai trong quý vị để ý con nít 8 tháng, 4 tháng rồi mình khen mà cái mặt nó sướng thấy rõ luôn, đúng không ạ? Cái được thích được khen là bản năng. Cái gì thuộc về bản năng là mình không bao giờ chán. Có ai trong quý vị tôi chán nhai quá rồi không, tôi không thích nhai nữa. Có ai trong quý vị tôi chán thở, thở ngày nào cũng thở rồi chán thở quá rồi không? Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên cái lời khen là cái phần thưởng mà quý vị có thể làm rất thường xuyên và không bao giờ mất đi giá trị.